Chị đã từng đi làm bưng bê này, chị đã từng đi làm quét dọn trong bể bơi. Nói hối hận chắc là không bao giờ hối hận. Nếu mà nói hối hận thì thực sự thật lòng là Vân Anh chưa từng bao giờ hối hận. Vì khi mình đã lựa chọn rồi, khi mình đã lựa chọn lấy chồng, khi mình đã lựa chọn gia đình là mình đã xác định rồi, thì sau mỗi biến cố thì sẽ cho mình những cái gọi là những cái kinh nghiệm, những cái bài học, và mình cũng phải học những cái từ những cái đó mà mình có thể vươn lên như Vân Anh bây giờ. Có những người người ta mong, có những người phụ nữ người ta mong sự nghiệp, sự tiền, có những người phụ nữ người ta mong con cái, gia đình. Thì chị nghĩ rằng là chị là người hướng nội, chị là người thiên hướng về gia đình, chăm sóc con cái. Mình cũng có một cậu con trai lớn và mình cũng cảm thấy là mình hạnh phúc vì điều đó. Và chị đã từng đi làm bưng bê này, chị đã từng đi làm quét dọn trong bể bơi, và cũng chỉ để gọi là có một cái số lương vừa đủ để cho mình chăm sóc con cái. Thì chị nghĩ là chị là cái người mà gọi là thiên hướng về gia đình. Chị chọn gia đình, chị chọn con cái. Cái mà chị quan tâm nữa đó là cái chăm sóc về chính bản thân mình, yêu thương bản thân mình. Vì mình có yêu thương bản thân thì mình mới có thể yêu được người khác. Bí quyết của chị chỉ có một bí quyết duy nhất thôi, đó là hãy yêu thương bản thân mình, hãy chăm sóc bản thân mình. Và chị cũng dành rất nhiều thời gian để làm đẹp này, rồi dưỡng da này, rồi massage này. Chị tức là mình có dành cái khoảng thời gian để mình yêu thương bản thân. Vì khi mà mình đẹp, khi mà mình cảm thấy tự tin, mình làm việc gì cũng ok, mình làm việc gì cũng chuẩn.